Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ thêm được cái đường link tài khoản Instagram cá nhân của chúng ta vào trong trang Facebook cá nhân. Nếu như các bạn có nhiều mạng xã hội khác nhau như là Zalo, Facebook, TikTok hoặc là Instagram và các bạn muốn thêm những cái đường link này vào cái phần hồ sơ ở trên trang Facebook cá nhân của các bạn để cho mọi người khi mà vào trang Facebook cá nhân của các bạn thì có thể là dễ dàng tìm thấy những cái mạng xã hội khác mà các bạn cũng tham gia. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ thêm được cái đường link tài khoản Instagram cá nhân của chúng ta vào trên trang Facebook cá nhân ở trong cái phần tiểu sử nha. Rồi, thì đầu tiên thì các bạn có thể là mở cái ứng dụng là Instagram trên máy điện thoại các bạn lên. Và ở trong ứng dụng Instagram thì các bạn sẽ chọn là phần tài khoản của các bạn. Lúc này thì các bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần là ba dấu gạch ở đây. Và trong cái phần ba dấu gạch các bạn bấm vào thì nó sẽ cho chúng ta đến cái phần là cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái phần đó là mã QR, các bạn bấm vào. Thì ở đây nó sẽ hiển thị cái mã QR tài khoản Instagram cá nhân của các bạn. Và nó sẽ có một cái mục đó là sao chép liên kết. Các bạn bấm vào phần đó là sao chép liên kết. Rồi, lúc này các bạn thoát ra ngoài. Và các bạn sẽ mở ứng dụng Facebook của các bạn lên. Ở trong ứng dụng Facebook của các bạn thì các bạn sẽ bấm vào phần tài khoản trang Facebook cá nhân. Ở đây thì các bạn sẽ bấm cho mình một cái mục đó là chỉnh sửa trang cá nhân. Và các bạn sẽ kéo lên. Ở trong cái mục liên kết này thì các bạn sẽ bấm vào cái phần chỉnh sửa cho mình. Tiếp theo ở đây nó sẽ có một cái mục nữa đó là liên kết mạng xã hội. Thì các bạn bấm vào phần đó là thêm liên kết mạng xã hội. Và nó sẽ có một cái chữ là nền tảng các bạn bấm vào. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều những cái mạng xã hội khác như là Instagram, Threads, Twitter, Snapchat, YouTube, TikTok hoặc là WhatsApp. Ở đây thì mình sẽ thêm cái mạng xã hội đó là Instagram. Rồi, lúc này thì mình sẽ có thể ghi đó là link tài khoản Instagram. Mình có thể ghi là hai chấm. Sau đó thì mình sẽ dán cái link vào. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay lại. Như vậy là mình đã thêm được link tài khoản Instagram trang cá nhân của mình vào đây. Sau đó mình nhấn vào phần lưu. Và bây giờ thì mình quay trở lại trang Facebook cá nhân của mình. Bây giờ thì mình sẽ tải lại trang Facebook cá nhân của mình. Thì các bạn thấy thì lúc này ở trên trang Facebook cá nhân của mình trong cái phần là giới thiệu chi tiết thì nó sẽ có thêm một cái mục đó là link tài khoản Instagram của mình. Và như vậy thì mọi người, những người mà yêu quý cũng như là hâm mộ mình khi mà vào cái trang Facebook cá nhân của mình thì sẽ nhìn thấy thêm một cái tài khoản Instagram của mình và họ sẽ bấm cái đường link đó thì nó sẽ dẫn tới cái trang tài khoản Instagram cá nhân của mình và họ có thể là theo dõi cũng như là xem những cái video mà mình đăng tải ở trên trang mạng xã hội Instagram của mình.